Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử đồng chí Đoàn Hồng Phong. Đồng chí Đoàn Hồng Phong sinh năm 1963 là một chính khách Việt Nam. Hiện tại, đồng chí là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư tỉnh ủy Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định. Đồng chí Đoàn Hồng Phong sinh vào ngày 2 tháng 1 năm 1963, quê quán tại thị trấn Quý Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Về trình độ, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 12 năm 1993, chính thức ngày 30 tháng 12 năm 1994. Sự nghiệp chính trị của đồng chí thăng tiến từ vị trí cán bộ của Sở Tài chính Hà Nam Định năm 1986 lên dần đến Giám đốc Sở Tài chính Nam Định năm 2003. Về sự nghiệp, đồng chí Đoàn Hồng Phong từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định, Bí thư Huyện ủy Ý Yên, tỉnh Nam Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định. Năm 2008, đồng chí chuyển sang làm Bí thư Huyện ủy Ý Yên, tỉnh Nam Định, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Nam Định. Một năm sau, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định. Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nam Định khóa 17, nhiệm kỳ 2011-2016 đã bầu đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định thay cho người tiền nhiệm là đồng chí Nguyễn Văn Tuấn nghỉ chờ hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Ngày 26 tháng 6 năm 2014, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu cử đồng chí làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định. Chiều ngày 24 tháng 9 năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa 19 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, bầu các chức danh chủ chốt. Kết quả, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Về khen thưởng, Huân chương Lao động hạng 3 năm 2011. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.